khó nên rồi. Dạ, tôi tên là Tường ở Wiesbaden. Năm nay là 70 tuổi và bị đau thần kinh tọa. Trước khi đau thần kinh tọa cách đây 14 năm tôi đã bị mổ cái đốt giữa đốt L4 và L5. Mổ là do không phải là do bị van sai bần, mà mổ là do nó bị chèn cái dây thần kinh ở trong cái ống xương sống. Sau khi mổ đến năm đầu năm nay thì đỡ. Và từ đầu hôm nay thì bắt đầu lại bị đau lại ở vết mổ, và sau đó thì cứ thường cứ nằm và ngồi, xong đó đứng lên thì nó đi bị đau từ chỗ cái vết mổ cho tới hai cái hông phía đằng sau, tới khuỷu đầu gối, đi bị đau như thế. Đây, xin báo cáo là như vậy ạ. Đây, bây giờ là mọi người sẽ... Giờ cao lên. Thấy như thế nào? Thấy cái nhà chân mắt này. Chân trái dài. Cái này dài hơn chân trái. Sao biết là dài hơn là phải vậy? Dài hơn chân trái. Đầu tiên là ngón gót. Mắt cá luôn. Ha, rồi cái mắt cá đây. Đâu đó mắt cá đây. Ha, mắt cá đây nó xuống đây. Cứ dòng trên ba, cứ miễn là đi ba vòng rồi. Thì mình làm là trên dưới đó đều hết rồi. Hết bằng mũi thở miệng. Rồi, xảy ra không? Rồi, buông. Rồi, tức vào. Rồi, thở ra, thở hết ra. Em có thể giữ được 8 giây. Rồi, tức vào. Đúng, đúng, đúng. Thì phương pháp nó kêu bằng nó có làm cái này cái cuối á, anh càng sát càng tốt đây bị siêu anh ôm kinh nghiệm bài bài chặt ngồi xuống. À, rồi. Rồi. Quay lại. Đứng đó. Rồi ngồi xuống dậy đi, giờ khác rồi đó. Không dám đi. Đúng rồi, trở lại được ít nhất trong lúc này khỏe khoắn như thời trai trẻ. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.